Nhận định Sanna Khánh Hòa với SHB Đà Nẵng. Lúc 19 giờ ngày 10 tháng 8, vòng 20 V-League. Cập nhật thông tin chi tiết, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn. Sanna Khánh Hòa đã chơi khá tệ kể từ đầu mùa bóng và hậu quả là hiện tại, đội bóng của thành phố biển đang đứng vét bảng xếp hạng V-League sau 19 vòng đấu với chỉ vỏn vẹn 17 điểm, kém đội xếp trên là Hải Phòng tới 5 điểm. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân đang vùng lên dữ dội khi bị dồn vào thế chân tường. Họ đang bất bại sau 2 vòng đấu gần đây, đặc biệt là sau khi cầm hòa TOP 3 Than Quảng Ninh trên sân nhà. Sanna Khánh Hòa tiếp tục đánh bại top 1 thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân khách. Mặc dù đang chơi rất ấn tượng với phong độ lên cao nhưng tính ổn định của đội chủ nhà cần phải được kiểm chứng thêm. Một điều đặc biệt là Sanna Khánh Hòa dù ở thời điểm nào cũng không hề e ngại S Đà Nẵng. 10 trận gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, S Khánh Hòa có 4 chiến thắng, trong khi SHB Đà Nẵng chỉ thắng 2 và 3 trận có tỷ số hòa. Như vậy có thể dự đoán, ngay cả ở thời điểm này, khi đội bóng sông Hàn đang đứng thứ 4 ở giải vô địch quốc gia Việt Nam với 27 điểm sau 19 vòng đấu thì việc đánh bại Khánh Hòa cũng không dễ dàng một chút nào. Nhất là trong bối cảnh họ vừa hòa Thanh Quảng Ninh tại đất mỏ và tiếp tục phải làm khách tại miền Nam. Theo nhận định của các chuyên gia, trong cuộc đối đầu này, SHB Đà Nẵng được đánh giá nhỉnh hơn về sức mạnh và tính ổn định khi S Khánh Hòa đang rất khác điểm, lại đang có phong độ lên cao. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ diễn ra quyết liệt nhưng kết thúc với một tỷ số hòa.